quý vị đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và cũng như thường ngày thì chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả quý vị những thông tin hay hấp dẫn đến tất cả quý vị để quý vị theo dõi để giải trí hàng ngày. Nếu như ai chưa bấm đăng ký thì hãy bấm vào đăng ký và nhấn vào cái chuông bên phải để nhận tin nhắn. Nếu quý vị yêu thích kênh của chúng tôi thì quý vị nhớ hãy cho một like và nhớ chia sẻ cho những người cùng xem, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tin tức showbiz. Khoảnh khắc tình tứ hiếm hoi của tình cổ Trấn Thành và chồng trẻ sau sinh con. Thường xuyên khoe các con trên mạng xã hội, nhưng Mai Hồ lại không nhiều khi đăng ảnh hai vợ chồng. Mai Hồ hiện đang có cuộc sống viên mãn cùng chồng Việt Kiều kém cô 4 tuổi, tại Đức, sau 7 tháng đính hôn, nữ diễn viên đã sinh con gái thứ hai, trước đó cô có cậu con trai riêng 8 tuổi. Rời khỏi showbiz, Mai Hồ dường như khá thích thú và hạnh phúc với cuộc sống của bà mẹ bỉm sữa. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên các con trên trang cá nhân, tuy nhiên những bức ảnh tình tứ bên ông xã thì lại khá ít ỏi. Mới đây cô nàng đã phá lệ khi đăng tải bức ảnh đứng e ấp bên chồng Việt Kiều và chia sẻ trốn con đi làm vợ chồng son. Điều này gây chú ý. Trong bức ảnh này chính là vóc dáng của Mai Hồ. Đã qua hai lần sinh đẻ, nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, thậm chí còn quyến rũ hơn trước. Diện váy lưng trần, Mai Hồ trông vừa gợi cảm, vừa có sự sang trọng, đầm thắm của người phụ nữ đang hạnh phúc. Vợ chồng Mai Hồ được bạn bè cộng đồng mạng dành rất nhiều lời khen cho sự đẹp đôi, ngọt ngào khi tình tứ bên nhau. Ông xã của Mai Hồ tên là Nam Bùi, kém cô 4 tuổi, đã định cư và làm việc tại Đức lâu năm. Anh sở hữu gương mặt điển trai, vẻ ngoài nam tính và lịch lãm. Trước khi cưới Mai Hồ, Nam Bùi thường xuyên đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Sau này, anh thường xuyên dẫn vợ đi chơi để giải tỏa stress sau sinh. Cặp đôi yêu nhau từ tháng 9 2015 và đính hôn vào tháng 2 2018.